Chào bạn, đây là một video hơi khác với những video mà Ri thường hay làm. Trong video này, Ri soạn ra những sticker trước giờ Ri đã từng mua, mở chúng ra khỏi gói và sắp xếp lại ngay ngắn. Đồng thời cũng sẽ ngồi xuống tâm sự với các bạn về những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp căng thẳng của Ri. Có kỷ niệm về chọn trường sai, có chuyện về việc Ri bỏ nhà ra đi hoặc chuyện tình cảm thời điểm đó nữa. Ri muốn đây là một chiếc video không chỉ giúp bạn thư giãn về thị giác, thính giác mà còn thư thái về tinh thần khi được nghe những tâm sự rất là sâu kín mà mình rất ít khi kể cùng ai. Ri sẽ vừa sắp xếp sticker vừa kể nha. Hình thức thi tốt nghiệp bây giờ hình như đã đổi nhiều so với thời mà mình thi. Năm Ri thi tốt nghiệp là 2012. Hình thức thi là 6 môn toán, văn, anh và 3 môn được thay đổi ngẫu nhiên. Năm đó 3 môn ngẫu nhiên là hóa, sử và địa. Ri vẫn còn nhớ hoài cái ngày mà Bộ Giáo dục chuẩn bị ra thông báo môn thi năm đó, cụ thể là buổi tối. Nguyên một ngày hôm đó không có một đứa học sinh nào trong khối mà không nhấp nhởm hết, vì tụi Ri nghe đồn là khả năng cao sẽ phải thi sử địa. Thời đó thì chỉ có anh và hóa là thi trắc nghiệm, chứ sử địa thì thi tự luận và phải học bài rất nhiều. Thà là một môn sử hoặc địa, chứ cả hai môn thì rất là kinh khủng, chưa kể môn văn cũng là một môn học bài nữa. Có thể nói sử địa đi đôi, nó giống như một lời nguyền với học sinh thời đó của tụi Ri. Lời nguyền này tầm 2-3 năm sẽ ứng nghiệm một lần. Và đúng cái đêm đó, nó ứng nghiệm thông qua báo Thanh Niên Online và thời sự 19 giờ trên VTV1. Cô biên tập viên trên TV vừa kết thúc thông báo về môn thi tốt nghiệp là bạn Ri gọi tới ngay. Nỗi đau quá lớn thì phải có người chia sẻ đúng không? Toàn bộ học sinh tốt nghiệp khóa 2012 đều chia sẻ chung nỗi đau này. Sau hôm đó thì trường bắt đầu thay đổi thời khóa biểu, giảm tiết lý và tăng từ 2 tiết sử địa mỗi tuần lên 4 tiết. Không phải 4 tiết 2 môn mà là mỗi môn 4 tiết đó mọi người. Mà ôn thi sử địa thì không cần phải giải bài tập như toán lý hóa, chỉ cần học thuộc bài thôi. Thầy cô hai môn soạn ra cho tụi Ri một cuốn đề cương ôn tập dày 35 trang, phông chữ Times New Roman size 14 rất to, để phòng ức ức quá, quán gà đọc không nổi. Nhiệm vụ của các học trò rất đơn giản, chỉ cần học thuộc lòng hết đống đó là xong. Năm 1900XX, quân Pháp chiếm ABC, hậu quả gồm 5 gạch đầu dòng bao gồm 1, 2, 3, 4, 5. Môn địa thì đỡ hơn một chút, do có phần đọc bản đồ trong Atlas á, nhưng mà vẫn phải học về công thương nghiệp, rồi thì đặc điểm vùng miền, các thứ. Khung cảnh trong lớp mỗi tiết sử hoặc là địa sẽ là cô giáo chia bảng làm 6 phần, gọi 6 đứa xui nhất của ngày hôm đó lên trả bài. Những đứa bên dưới tự ngồi học bài cho thuộc, đợi bọn ở trên trả xong thì gọi tiếp. Hình như bây giờ các bạn không thi môn lẻ mà gộp lại thành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đúng không? Wow! Ri cũng không tưởng tượng được là sẽ học khối lượng đến chừng nào nữa. Nhưng mà Ri biết chắc là nếu các bạn nghe Ri kể thì sẽ thèm sinh ra sớm hơn để được thi chỉ có 6 môn như vậy thôi. Cũng giống như là tụi Ri thèm sinh ra sớm hơn mấy năm để không phải thi sử địa cùng một lúc vậy đó. Thời gian này thì bắt đầu mở nộp nguyện vọng rồi nên chắc các bạn cũng chọn trường đại học hoặc là cao đẳng rồi đúng không? Thời gian chọn trường với Ri hồi đó nó là một giai đoạn rất là khủng hoảng. Suốt từ năm 11 đến năm 12, mỗi khi có ai hỏi mình thi trường nào thì mẹ mình sẽ trả lời là ngoại thương. Còn mình thì cũng dè dặt trả lời giống như vậy để tự trấn an bản thân. Nhưng thật ra mình sợ lắm các bạn ơi. Tiêu chí chủ yếu khi chọn trường của mình hồi đó không phải là ngành học, trường mình thích học này nọ hay là gì, mà là mình có đủ sức thi vào đó hay không. Cái mình quan tâm nhiều nhất á, là điểm chuẩn trung bình của những năm trước trường đó là bao nhiêu. Mẹ bảo mình ngoại thương rất là tốt, học trường đó ra dễ xin việc làm. Nhưng ấn tượng duy nhất của mình về ngoại thương đó là điểm rất là cao. Cao tới nỗi mỗi lần nghĩ tới phải nộp nguyện vọng vào đó thì mình lại đau thót hết cả bụng lại, kiểu đau bao tử á các bạn. Trước khi điền đơn nguyện vọng tầm chừng một tháng thì mình đọc được một quyển ngôn tình tên là Tình Yêu Thứ Ba. Kể về một anh giám đốc nhà giàu đã có hôn thê nhưng lại phải lòng một chị luật sư vừa mới ly hôn. Đây là một câu chuyện rất đau lòng, bức bối và gây ám ảnh. Hình tượng nữ chính khiến mình rúng động. Một chị luật sư cứng cỏi, một mình gồng gánh hai đứa em, ly hôn đau khổ nhưng vẫn rất là chuyên nghiệp, xử lý công việc nè, đem lại công lý cho khách hàng. Chị khiến mình phải đặt câu hỏi cho bản thân là
tại sao mình lại không thi luật nhỉ? Vậy là mình tìm thông tin về trường luật. Điểm chuẩn thấp hơn mấy điểm so với ngoại thương, rất an toàn cho mình. Trắc nghiệm tính cách MBTI cho thấy mình thuộc nhóm ENFP, là người tạo cảm hứng. Trong phần nghề nghiệp bảo khá là hợp với nghề luật sư. Càng nghĩ mình càng thấy thi vào trường luật thật là khả thi, thật là hào hứng, thật là an toàn. Nhưng rõ ràng là ba mẹ mình không thấy như vậy. Mẹ mình phản đối ghê lắm, đúng kiểu hoang mang vì mình quay ngoắt 180 độ luôn. Mẹ kêu học luật rất là khô khan, ra làm luật sư thì phải rất là tỉ mỉ nè, chi tiết nè, lập luận sắc sảo đồ này nọ. Mình kêu là những chuyện đó con cũng có thể làm được. Từ nhỏ con đã có quan điểm về đúng sai rất là mạnh mẽ. Con cũng rất là logic khi lập luận bảo vệ quan điểm của con. Con cũng thích cảm giác bảo vệ công lý cho người khác. Con muốn thi luật. Hết quát nạt thì mẹ lại quay ra nhẹ nhàng khuyên bảo rằng là trong cuộc sống chẳng ai lại muốn kéo nhau lên tòa hết. Cũng không có ai muốn gặp luật sư hết. Đừng có làm con ơi. Nhưng mà mình vẫn cãi. Mình muốn thi luật và mình chỉ thi luật thôi. Thời gian đó mình bớt được áp lực phải suy nghĩ đau đáu xem là mình nên chọn ngành gì. Nhưng lại mắc kẹt trong cuộc đấu tranh với mẹ. Hầu như ngày nào cả hai mẹ con cũng rửa mặt bằng nước mắt. Mình không thèm nói chuyện với mẹ. Còn mẹ thì khó chịu với thái độ của mình. Thời điểm đó hình như cũng là lúc mẹ mình vào thời kỳ mãn kinh. Nên rất rất là dữ luôn. Mẹ mình hồi trước có một tật là nóng tính. Lúc cơn tức xông lên thì mẹ chỉ muốn xả cho bằng được cơn tức, không quan tâm là lời nói ra có thể gây tổn thương như thế nào, đặc biệt là với một đứa tinh thần yếu ớt và đang stress nặng như mình. Có một đêm hai mẹ con cãi nhau rất là căng. Kết thúc cuộc cãi thì mẹ khóc nức nở, gào lên: "Mày muốn làm gì thì làm, tao không quan tâm mày nữa." Còn mình thì chỉ biết rấm rứt nằm trong phòng và khóc. Mình rất là mệt mỏi, mình chán ngấy mọi thứ xung quanh mình. Mình ghét mẹ phản đối quyết định của mình. Mình cảm thấy không ai yêu thương mình và hiểu cho mình hết. Mình thật sự không muốn ở trong nhà thêm một phút giây nào nữa. Mình thao thức đến hơn nửa đêm thì quyết định hôm sau mình sẽ bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi thì không thể cho ba mẹ biết. Sáng hôm đó mình thức dậy lúc 4 giờ, lặng lẽ bỏ vào ba lô toàn bộ tiền mình có và điện thoại. Xuống dưới phòng khách thấy mấy gói bánh mì thì mình bỏ vào để chống đói. Sau đó lôi tờ giấy nhớ ghi nỗi niềm bỏ nhà ra đi để lên trên bàn. Rồi mình nhẹ tay nhẹ chân dắt xe đạp ra ngoài và đóng cổng lại, phóng xe ra đường. Không biết những người bỏ nhà ra đi như thế nào, nhưng với mình lúc đó thì mình không biết phải đi đâu hết. Mình chỉ muốn thoát khỏi nhà thôi. Nên là mình chạy vòng vòng khắp các ngõ, cố gắng tránh xa những cái cung đường quen mà ba mẹ có thể chạy. Vừa đi vừa suy nghĩ xem mình có thể đi đâu. Từ những ý tưởng xa xôi như là lên Sài Gòn hoặc là qua Tây Ninh thì mình thu hẹp phạm vi lại dần. Lúc mới ra khỏi nhà rất là hăm hở, nhưng càng nghĩ đi xa thì mình lại càng không dám. Thật lâu sau, mình quyết định là mình sẽ về ngoại. Ngoại mình ở Thái Mỹ, là một xã cách trung tâm thị trấn Củ Chi nhà mình tầm 10 cây số. Mình cứ thế đạp xe mãi miết. Trong đầu suy nghĩ nó rất là loạn xạ, nhưng điều quan trọng nhất chính là mình thấy hả hê vì đã khiến ba mẹ lo sốt vó và có thể đã khiến ba mẹ hối hận vì đã đối xử với mình như vậy. Lúc đến ngoại mình không nói mình bỏ nhà ra đi, chỉ nói là con lên chơi. Nhưng một lúc sau thì ba mẹ mình gọi lên. Dường tư mình bắt máy và nói với ba mẹ mình là mình đang ở trên này, mình rất là ổn và nhẹ nhàng khuyên bảo ba mẹ không nên ép mình quá, hãy để mình tự lựa chọn con đường mà mình muốn. Chiều hôm đó ba lên ngoại đón mình về. Ba ngồi trên xe máy, đạp một chân lên xe đạp để đẩy mình đi. Ba đùa là không ngờ bình thường mình lười tập thể dục nhưng lại có thể đạp xe hẳn 10 cây số để về ngoại như vậy. Về đến nhà mẹ không nói gì nhiều với mình, chỉ nấu cơm cho mình ăn thôi. Và từ đó không ai trong nhà phản đối quyết định chọn trường hay là chọn ngành của mình nữa. Sau này ra trường, đi làm, chuyển ngành, chuyển nghề, mình thấy nhận định của mẹ mình là đúng. Mình không hợp với nghề luật thật. Mình làm được nhưng mà mình sẽ rất là stress và mình phải gò ép bản thân vào một khuôn khổ không phải thế mạnh của mình. Mẹ đã nhìn ra chuyện đó ngay từ ban đầu. Nhưng nếu được làm lại thì mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ và mắc sai lầm này. Vì khi đó mình đã lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó,
mình không hối hận. Sai lớn sẽ cho mình bài học lớn, vậy thôi. Ngoài chuyện chọn trường ra thì một chuyện nữa khiến mẹ mình đau đầu, đó là mình không học bài thi. Cứ mỗi lần đến mùa thi là mình lại đọc truyện, càng stress càng đọc. Thời đó mới rổ lên ngôn tình, rồi romance novel bên Tây. Mỗi quyển nếu in ra sách giấy ít nhất cũng 500 trang trở lên. Vậy mà mỗi ngày mình đọc một quyển, bất kể hay hay dở, đọc hết. Mình có thể đọc liên tù tì đến 3 giờ sáng, sau đó vật vờ đi đến trường lúc 7 giờ, học thêm xong, về nhà cơm nước, rồi sẽ trốn đi đọc truyện. Nhà mình có một lầu, ba mẹ ở dưới và mình ở một mình trên lầu. Nên mỗi lần đọc truyện mình sẽ ngồi ở góc khuất ở cầu thang á. Chỉ cần có tiếng bước chân lên cầu thang là mình sẽ nhẹ nhàng chạy lại bàn học, giấu truyện vào một góc và giả bộ như đang học rất là chăm chú. Có mấy lần ba mẹ mình rình xíu nhẹ chân nên là bắt gặp lúc mình đang rút ở trong góc đọc truyện, nên là la mắng rất ghê. Lần nặng nhất còn tịch thu điện thoại không cho mình đọc nữa. Nhưng mình khóc dữ quá nên ba mẹ phải trả điện thoại lại cho mình. Đến tận bây giờ 27 tuổi thì cái tật tới kỳ thi, tới deadline là mở truyện ra đọc vẫn không hết. Mà đọc những lúc như vậy thì cũng chẳng vui. Kiểu tâm lý rất là căng thẳng, biết mình cần phải làm việc ABC, nhưng mà thấy việc khó quá, sợ quá nên phải tìm cách để tạm thời quên nó đi. Dù biết sau này nó sẽ còn quay lại và nặng nề hơn trước. Sau này thì Ri thấy người ta bảo đó là tật trì hoãn, procrastination. Và để thoát khỏi nó thì mình cần xác định thật rõ điều mình sợ. Ví dụ như là quá nhiều bài phải thuộc, sợ không học hết, hoặc bài khó quá, sợ không giải được. Sau đó thì mình thu gom dũng cảm, mình lao vào, mình xử lý điều đó trong vòng 5 phút. Khả năng cao là mình sẽ có đà để tiếp tục mà không bị sa đà vào việc trì hoãn. Sở dĩ Ri có thể vượt qua được thời kỳ khủng hoảng tinh thần vì thi này, một phần lớn là nhờ một người anh quen trên mạng. Hồi lớp 10 thì Ri crush một anh quen biết ở trên Facebook, tỏ tình nhưng mà bị từ chối. Nhưng không phải kiểu từ chối hẳn, kiểu vẫn dây dưa nói chuyện với mình, kiểu để mình chờ đợi á. Hồi đó thì mình cũng khờ, mình chờ ngày người ta thích lại mình. Chờ hẳn nửa năm, dù ngày nào cũng rửa mặt trong nước mắt hết. Sau đó có một ngày anh ta có bạn gái, thế là bảo mình không cần phải chờ nữa. Ơi, mình khóc xé ruột xé gan. Lần đầu tiên mình gọi điện cho anh ta và khóc suốt 10 phút. Trước đó thì chỉ chat trên Yahoo thôi. Anh ta nghe, an ủi mình vài câu và có vẻ vì thấy rất là tội lỗi nên anh ta chuyển nick Yahoo của mình cho một người bạn thân, nhờ anh bạn thân này an ủi mình giúp. Anh này là người biết lắng nghe nhất từ trước đến giờ mà mình biết, không phải kiểu nghe một chiều và đáp lại bằng vài câu sáo rỗng, mà là kiểu đọc hết những tâm sự bạn chat, sau đó đáp lại bằng những lời mà bạn biết là họ hiểu những gì bạn đang trải qua, và nhờ đó bạn cảm thấy được an ủi rất là nhiều. Suốt năm 12, hầu như ngày nào mình cũng chat với người anh này. Không gặp, không gọi điện, không biết mặt, chỉ chat thôi. Cũng thích ảnh á, nhưng mà mình tự thấy mình con nít quá không có hợp với ảnh. Cái kiểu crush người ta mà xác định là sẽ không đến đâu, hóa ra khá là hợp với thời điểm học thi. Không phải căng thẳng chuyện tình cảm nhiều. Chuyện băn khoăn về tương lai, căng thẳng với ba mẹ, với bạn bè, mình đều tâm sự với người anh đó và được thấu cảm. Mình nghĩ đây là điều rất quan trọng. Thời điểm đó mình cần lời khuyên, sự dẫn dắt thật. Nhưng cần nhất vẫn là sự đồng cảm, đồng hành về mặt cảm xúc để mình có thể trút được âu lo, để xuống được căng thẳng mà đối mặt với bài vở và với kỳ thi. Đó cũng là lý do mà mình quyết định làm video này, với mong muốn mình có thể đồng cảm với các bạn, để thực sự trong lòng bạn biết được mình cũng từng trải qua những cảm xúc như vậy, cũng rất bức bối, hoang mang, giận dữ với tất cả mọi thứ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Không có cái gì khó mà kéo dài mãi mãi hết. Ri mong video này đã có thể giúp bạn giải tỏa được căng thẳng và tiếp thêm năng lượng cho bạn vững tin trong kỳ thi sắp tới. Ri chúc bạn có thể phát huy được trọn khả năng của mình và đạt kết quả như ý nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.